nỗ lực không ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích sau trận lũ lịch sử. Nguyên chủ tịch Cadovimex võ thành tiên bị bắt vì lừa đảo. Sau 35 năm lẩn trốn, tên tội phạm sát hại người bị bắt giữ khi sống dưới danh tính giả. Tài xế xe đầu kéo liều lĩnh tông vào cảnh sát giao thông Hà Tĩnh khi bị yêu cầu dừng xe. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, trận lũ quét đêm 24 dạng sáng ngày 25 tháng 7 tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, gây thiệt hại ước tính trên 32,6 tỷ đồng trận lũ đã cuốn trôi, làm đổ sập hư hại hơn 120 căn nhà, hai người tử vong và 5 người mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục thiệt hại mưa lũ tại bản Mường Pồn 1 và bản lĩnh xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đang được triển khai khẩn trương. Đến nay, thi thể đầu tiên trong số 5 người bị mất tích đã được tìm thấy tại khu vực Long hồ Long Tạo, xã Hội Mí, huyện Mường Trà. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Giàng Thị Dê, người dân trú tại điểm bản Hội Ké, thuộc bản lĩnh xã Mường Pồn, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, công an huyện Điện Biên và công an huyện Mường Trà phối hợp với lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ra soát các khu vực nguy hiểm, nguy cơ di chuyển người, tài sản của các hộ dân khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn và thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại. Đồng chí Trần Quốc Cường yêu cầu huyện Điện Biên Cùng với các lực lượng quân đội, công an địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương triển khai công tác khắc phục thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn. Chính quyền địa phương kịp thời bố trí chỗ ở tạm thời, an toàn cho những hộ dân bị mất nhà ở. Ủy ban nhân dân tỉnh cử một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố thiên tai. Bão số 2 và hoàn lưu bão đã gây mưa lớn từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 7 ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định. Thái Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An làm 8 người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương do sạt lở đất, lũ cuốn trôi. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm thiệt hại 389 nhà ở tỉnh Sơn La, trong đó 28 nhà phải di rời khẩn cấp, 6 điểm trường tiểu học, trường mầm non bị ngập, 126 điểm giao thông bị sạt lở, khối lượng khoảng 7.970 mét khối, hơn 270 ha diện tích lúa bị ngập và cuốn trôi, hơn 3.400 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi, tại tỉnh Điện Biên có 639 nhà bị ảnh hưởng thiệt hại, 25.333 ha lúa, 2.686 ha hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng. Tại tỉnh Hòa Bình, mưa lớn khiến 47 nhà bị sạt lở, 160 nhà bị ngập, 517 ha lúa, 14 ha ngô bị ngập úng. Ngoài ra, mưa lũ cũng gây ra hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến giao thông. Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 7, một cơn mưa to kèm theo lốc xoáy mạnh với gió giật trên cấp 9 đã tấn công huyện trợ lách tỉnh bến tre, gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại xã sơn định thị trấn trợ lách và các khu vực lân cận. Lốc xoáy đã làm tốc mái và hư hại tổng cộng 75 căn nhà, trong đó xã sơn định chịu thiệt hại nặng nhất với 50 căn nhà bị ảnh hưởng. Tại thị trấn trợ lách, 23 căn nhà bị tốc mái, xã tân thiền và xã hưng khánh trung b mỗi xã có một căn nhà bị hư hỏng. Ngoài việc làm tốc mái hàng chục căn nhà, thiên tai còn gây ra thiệt hại lớn cho cây trồng và cơ sở hạ tầng. Khoảng 1 hectare sầu riêng từ 5 đến 6 năm tuổi bị bật gốc và không thể phục hồi. Thêm 3 hectare cây trồng khác cũng bị gãy cành và bật gốc, trong đó chỉ có 1,5 hectare có khả năng phục hồi. 15 nhà lưới với tổng diện tích hơn 15.000 m2 bị sập, lưới trung thế bị hư hỏng và nhiều biển báo quảng cáo cũng bị gió làm hư hỏng. Ngay sau sự cố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trợ Lách đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thiệt hại. Họ đã huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Công tác khắc phục đang được triển khai với ưu tiên sửa chữa đường điện trung thế, lập lại các nhà bị tốc mái và dọn dẹp cây đổ. Giao thông đã được thông suốt, điện đã được khôi phục một phần. Dự kiến đến cuối ngày hôm nay, cơ bản sẽ đảm bảo chỗ ở và cung cấp điện cho người dân. Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng để nhanh chóng khôi phục cuộc sống trở lại bình thường. Theo cập nhật từ Trung tâm cảnh báo bão liên hợp có tên viết tắt là JTWC và cơ quan thời tiết Philippines PAGASA, một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành gần biển Đông vào chiều ngày 27 tháng 7. Áp thấp này được gọi là Invest 96VK, hiện có sức gió duy trì tối đa khoảng 30 km/h tức khoảng 15 hải lý và áp suất mực nước biển tối thiểu ước tính khoảng 1008 HPA. Mặc dù đã xuất hiện, dự báo cho thấy áp thấp này ít có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới. Vị trí của Invest 96 phải kép khá gần với điểm hình thành của siêu bão số 3 Gemi. Cùng lúc đó, một áp thấp khác được gọi là Invest 95 phải kép đang nằm ở phía nam của Invest 96 phải kép. Dự báo hiện tại không cho thấy có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới đối với áp thấp này trong 24 giờ tới và các mô hình dự báo cũng không dự đoán sự biến động mạnh mẽ của Invest 95W. Theo Pagasa, áp thấp đã hình thành từ chiều ngày 25 tháng 7, hiện các thành phố Bhutan, Agusan del Norte khoảng 770 km về phía đông. Nhà dự báo bão Pagasa Channel Dominguez chia sẻ với Inquirer rằng áp thấp này vẫn đang ở trên biển, do đó chúng tôi không thể loại trừ khả năng áp thấp này sẽ mạnh lên thành bão thời tiết ở khu vực Philippines đang chịu ảnh hưởng của rãnh hoặc phần mở rộng của các áp thấp và gió mùa Tây Nam, Hagabat, gây ra mưa giải rác và rông bão tại nhiều vùng. Cụ thể, các khu vực như Bincon, Đông Visaya, Bắc Mindanao, Surigao del Norte, Surigao del Sur, quần đảo Dinagat và Quezon đang gặp thời tiết xấu với mưa và rông bão. Hiện chưa có cảnh báo gió giật nào có hiệu lực trên các vùng biển của Philippines. Gió mùa Tây Nam cũng tiếp tục gây mưa giải rác và rông bão ở Metro Malina. Tây Visaya, Kavis, Lanuga, Betangas, Tây Midoro và Palawan. Dự báo cho thấy bầu trời ở các khu vực này sẽ nhiều mây đến rất nhiều mây, với khả năng xuất hiện mưa rào và rông bão. Để ứng phó với thời tiết bất thường, người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết và chuẩn bị các biện pháp ứng phó kịp thời. Ngày 27 tháng 7, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã chính thức khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Võ Thành Tiên, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex. Ông Tiên bị điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này đã thu hút sự chú ý lớn khi trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam một số bị can quan trọng khác, bao gồm ông Ngô Văn Phăng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cadovimex và khởi tố cho tại ngoại đối với ông Võ Hùng Cường, nguyên phó tổng giám đốc, cùng Dương Văn Tường, nguyên kế toán trưởng. Vào tháng 11 năm 2023, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án này. Trong đó có hai người bị tạm giam là ông Tăng Gia Phong, tránh thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau và bà Phạm Thị Hường, nguyên tổng giám đốc Cado Ba người khác bị khởi tố cho tại ngoại bao gồm ông Dương Ngọc Thới, cựu tổng giám đốc, ông Trần Hoàng Giang, cựu tổng giám đốc và ông Trần Minh Hoàng, cựu phó tổng giám đốc đều bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các khoản vay tại ngân hàng quân đội. Ngoài các cá nhân tại Cadovimex, vụ án còn liên quan đến một số cán bộ ngân hàng. Cơ quan điều tra đã khởi tố cho tại ngoại 5 cán bộ ngân hàng, trong đó có Trần Văn Khẩn, Trần Minh Đức, Trần Hữu Cường tại chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau, Phan Đình Cường và Trần Thị Hồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai cán bộ ngân hàng khác là Nguyễn Hùng Cường và Lê Kim Hùng đang bị truy nã. Công ty Cadovimex có trụ sở tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản đã vay vốn từ ngân hàng quân đội trước năm 2010. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đây đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng và đang được điều tra làm rõ. Ngày 26 tháng 7, hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm và phúc thẩm liên quan đến chuyên án 920G, một vụ án lớn về buôn lậu xăng dầu liên tỉnh. Quyết định này liên quan đến hàng loạt bị cáo, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp và các đối tượng liên quan. Theo quyết định của Hội đồng Thẩm phán, bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã bị hủy đối với các bị cáo Trần Huy Lập, 64 tuổi, Phạm Thị Cúc, 60 tuổi, Nguyễn Thanh Bình, 61 tuổi, Lê Hùng Phong, 54 tuổi, Lê Thanh Tú, 58 tuổi, Lê Thị Anh Thư, 56 tuổi, Nguyễn Thanh Tân, 52 tuổi, Nguyễn Thị Như Mỹ, 56 tuổi, Nguyễn Thăng Long, 58 tuổi, và Phạm Thị Hương, 45 tuổi. Đây là các đối tượng bị cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia. Cụ thể, Hội đồng Thẩm phán đã chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hủy một phần bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giữ nguyên phần quyết định tại bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai về trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Lê Thị Anh Thư, Lê Anh Tú, Nguyễn Thanh Tân và Phạm Thị Hương hủy phần bản án hình sự phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về phần đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Trần Huy Lập, Phạm Thị Cúc, Nguyễn Thanh Bình, Lê Hùng Phong, Nguyễn Thị Như Mỹ và Nguyễn Thăng Long. Đồng thời yêu cầu xét xử sơ thẩm lại đối với các bị cáo này. Quyết định của hội đồng thẩm phán cho rằng các bị cáo có hành vi đồng phạm trong việc buôn bán răng nhập lậu. Trong khi bản án sơ thẩm kết án các bị cáo về tội buôn lậu theo khoản 4, điều 188 của Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, điều này là sai lầm nghiêm trọng. Điều này không chỉ làm giảm mức hình phạt đối với các bị cáo chính mà còn tạo sự bất công đối với các bị cáo khác cùng vụ án. Việc áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo này không phù hợp với tính chất nghiêm trọng của tội phạm do họ đều là chủ doanh nghiệp và có hành vi buôn lậu xăng trong một thời gian dài với lợi nhuận lớn. Đối với các bị cáo Lê Thanh Tú, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thanh Tân và Lê Thị Anh Thư, Hội đồng thẩm phán đánh giá rằng các hình phạt tù đã được áp dụng tại bản án sơ thẩm. Thư 4 năm tù, Tú 5 năm tù, Tân 6 năm tù và Hương 3 năm tù là nhẹ so với mức phạt tối thiểu của khung hình phạt. Phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hình phạt từ tù sang phạt tiền là sai lầm nghiêm trọng vì các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng, có tổ chức và thu lợi bất chính lớn. Việc áp dụng cả hình phạt chính và hình phạt bổ sung là phạt tiền là không đúng quy định và không có tác dụng gian đe. Theo bản án hình sự phúc thẩm, Phan Thành Hữu, 65 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Lê Hoàng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh và Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, điều hành hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng, thành phố Hải Phòng và một số bị can khác đã bàn bạc thỏa thuận góp vốn thực hiện hành vi buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Với thủ đoạn tinh vi, các bị cáo đã móc nối buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 7, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã thành công trong việc bắt giữ Mạc Văn Phát, sinh năm 1970, trú tại khu 2B, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, đối tượng truy nã về tội giết người, đã lẩn trốn suốt gần 35 năm tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Theo hồ sơ, vào ngày 10 tháng 8 năm 1990, tại xí nghiệp thăm dò than 1 Cẩm Phả, Mạc Văn Phát khi còn là công nhân hợp đồng của công ty đã xảy ra mâu thuẫn với anh Tô Văn Châu và Tô Văn Hải. Trong cơn tức giận, Phát đã dùng súng K50 bắn vào anh Tô Văn Châu vào ngực và anh Tô Văn Hải vào chân, dẫn đến cái chết của Tô Văn Châu ngay ngày hôm sau. Phát ngay lập tức bỏ trốn và bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã toàn quốc. Trong suốt 35 năm qua, nhiều mối trinh sát hình sự đã ra soát nhiều địa chỉ nghi vấn và thực hiện truy tìm đối tượng khắp các tỉnh thành, nhưng Mạc Văn Phát vẫn biệt tích. Gần đây, nhờ vào công tác truy xét và tra cứu thông tin nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một người tên Mạc Duy Thanh, sinh năm 1970, trú tại thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, có nhiều đặc điểm nhân dạng trùng khớp với Mạc Văn Phát. Ngày 25 tháng 7 năm 2024, sau khi xác minh đầy đủ chứng cứ, các trinh sát đã vây bắt Mạc Duy Thanh tại xã Quý Sơn. Khi bị gọi đúng tên và nhìn thấy quyết định truy nã, đối tượng không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu nhận tội và thừa nhận mình chính là Mạc Văn Phát. Trong thời gian lẩn trốn, Mạc Văn Phát đã không liên lạc với gia đình, mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau, thay đổi danh tính và lai lịch để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hắn đã giả mạo là Mạc Duy Thanh, quê quán ở xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và đăng ký nhân khẩu tại thôn Đồng Giao. Hiện công an thành phố Hạ Long đã bàn giao đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay đối với hành khách Nguyễn Thanh PH, 36 tuổi, cư trú tại Nhân Đức, nhà bè thành phố Hồ Chí Minh trong 12 tháng từ ngày 30 tháng 7 năm 2024 đến ngày 29 tháng 7 năm 2025 do hành vi tung tin sai sự thật về việc có lựu đạn trong hành lý sách tay trên chuyến bay VN-131. Sau thời gian cấm bay, hành khách Nguyễn Thanh PH sẽ phải chịu biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc khi đi máy bay trong 6 tháng tiếp theo, từ ngày 30 tháng 7 năm 2025 đến ngày 29 tháng 1 năm 2026. Quyết định cấm bay được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn hàng không và ngăn chặn các hành vi gây dối trật tự trong ngành hàng không. Cục Hàng không yêu cầu tất cả các hãng hàng không trong nước và quốc tế không vận chuyển hành khách Nguyễn Thanh PH trong thời gian bị cấm bay. Các cơ quan quản lý sân bay, bao gồm Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam, cũng được yêu cầu kiểm tra và đối chiếu giấy tờ của hành khách này để ngăn chặn việc vận chuyển và thực hiện kiểm tra trực quan bắt buộc theo quy định. Trước đó, sự việc xảy ra khi hành khách Nguyễn Thanh PH, ngồi ở ghế 28E trên chuyến bay VN131 từ Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo có lựu đạn trong vali sách tay gây hoang mang cho hành khách trên chuyến bay. Thông tin này ngay lập tức được tiếp viên báo cáo cho cơ trưởng và Trung tâm An ninh Hàng không Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng an ninh đã thực hiện lục soát toàn bộ máy bay, kiểm tra hành lý của hành khách Nguyễn Thanh PH và các hành khách khác. Quá trình kiểm tra kéo dài từ 16 giờ 10 đến 16 giờ 40, kết quả không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ trên người và hành lý mang theo của hành khách Nguyễn Thanh PH, không phát hiện bất thường về an ninh đối với máy bay và toàn bộ hành khách, hành lý, hàng hóa trên chuyến bay. Đến khoảng 16 giờ 45, đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung thống nhất với đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho phát lệnh đưa khách trở lại máy bay. Chuyến bay VN-131 khởi hành lại lúc 17 giờ 15 chiều 21 tháng 7, chậm 50 phút so với dự kiến. Quyết định cấm bay và áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc đối với hành khách Nguyễn Thanh PH là biện pháp mạnh mẽ nhằm đảm bảo an toàn hàng không và gian đe những hành vi gây dối trật tự, an ninh trong ngành hàng không. Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về một hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng mang tên làm nhiệm vụ tình một đêm Hình thức lừa đảo này đã gây thiệt hại lớn, đặc biệt nhắm vào những người đàn ông tò mò và muốn tìm hiểu. Vào tháng 7 năm 2024, ông VQX, cư trú tại huyện Vĩnh Tường và trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo này và mất hơn 1 tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo đã áp dụng một loạt thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản của ông X nhóm lừa đảo này bắt đầu bằng việc tạo ra các tài khoản facebook giả mạo và sử dụng hình ảnh logo của các nhà hàng khách sạn bar vũ trường có thật để tạo lòng tin những tài khoản này thường được quảng cáo với nội dung khiêu dâm hấp dẫn như hệ thống gái gọi toàn quốc gái gọi tỉnh một đêm khi có người tiếp cận, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân vào các nhóm Telegram hoặc trang web giả mạo, yêu cầu đăng ký tài khoản và nạp tiền vào các tài khoản do bọn lừa đảo cung cấp để tham gia vào các gói nhiệm vụ tình một đêm. Sau khi nạp tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền với lý do thao tác sai hoặc cần thêm tiền để hoàn thành nhiệm vụ. Khi nạn nhân không còn khả năng nạp thêm, các đối tượng sẽ nhanh chóng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp. Theo công an tỉnh Vĩnh Phúc, Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng hiện nay đang gia tăng với nhiều phương thức mới và tinh vi. Các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông để thực hiện hành vi phạm tội, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội. Để bảo vệ bản thân khỏi các hình thức lừa đảo tương tự, công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt là đối với các ứng dụng hẹn hò online và các quảng cáo khiêu dâm người dân không nên thực hiện yêu cầu nạp tiền từ các nguồn không rõ ràng hoặc có dấu hiệu nghi ngờ nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời nâng cao cảnh giác và cẩn trọng khi tham gia các dịch vụ trực tuyến là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi các hành vi lừa đảo tinh vi Ngày 26 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can Đỗ Khắc Hải, sinh năm 1986, cư trú tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa về tội chống người thi hành công vụ, vụ việc liên quan đến hành vi chống đối quyết liệt của Hải đối với lực lượng cảnh sát giao thông trên quốc lộ 1A. Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 10 phút chiều ngày 18 tháng 7 khi tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn đường tránh thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh. Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện xe ô tô đầu kéo biển số 36H047.96 kéo theo rơ móc biển số 36R014.24 do tài xế Đỗ Khắc Hải điều khiển có dấu hiệu vi phạm vì chở hàng vượt quá trọng tài cho phép. Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Đỗ Các Hải không chỉ không chấp hành mà còn quyết định tăng ga bỏ chạy. Hành động này không những gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác mà còn làm công tác tuần tra gặp khó khăn nghiêm trọng. Tổ công tác đã phải huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng để truy đuổi. Trong quá trình bỏ trốn, Đỗ Các Hải đã có những hành vi liều lĩnh, cố tình chống đối tông vào cán bộ cảnh sát giao thông đang ra hiệu lệnh và tông cả đuôi xe chuyên dụng của lực lượng này những hành động của Hải đã gây nguy hiểm nghiêm trọng và cản trở công tác thi hành công vụ. Sau một thời gian truy đuổi quyết liệt, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ ô tô của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông đã khống chế và bắt giữ được Đỗ Khắc Hải cùng chiếc xe vi phạm tại km 564-100 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh. Ngay lập tức, Hải và phương tiện được bàn giao cho công an huyện Kỳ Anh để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Đỗ Các Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, bao gồm việc chống đối lực lượng cảnh sát giao thông và gây khó khăn trong công tác tuần tra. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ, đồng thời cơ quan chức năng đang xem xét các bước xử lý tiếp theo đối với hành vi nghiêm trọng này. Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, tiếp tục diễn ra tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội với sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Trịnh Văn Quyết bị đề nghị mức án từ 24 đến 26 năm tù giam, bao gồm từ 19 đến 20 năm cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và từ 5 đến 6 năm cho tội thao túng thị trường chứng khoán. Cùng với Trịnh Văn Quyết, hai em gái của ông là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng bị đề nghị mức án nghiêm khắc. Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế cựu cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC bị đề nghị mức án từ 17 đến 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và từ 4 đến 5 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán. Trong khi đó, Trịnh Thị Thúy Nga, phó tổng giám đốc công ty chứng khoán ROS bị đề nghị mức án từ 10 đến 12 năm tù. Các bị cáo này bị cáo buộc đã giúp sức cho anh trai trong việc nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros và thao túng giá cổ phiếu. Trong phần bảo chữa, Luật sư của Trịnh Văn Quyết đã đề cập đến những vấn đề quan trọng. Luật sư cho rằng việc xác định số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ thao túng cổ phiếu là không chính xác, vì tiền từ giao dịch cổ phiếu không thể dễ dàng phân tách và chỉ khi tiền được rút ra khỏi tài khoản chứng khoán thì mới được coi là thu lợi thực sự. Luật sư cũng chỉ ra rằng phần lớn cổ phiếu của bị cáo vẫn đang bị phong tỏa và do đó, việc xác định số tiền thu lợi bất chính cần phải được làm rõ. Liên quan đến cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng, luật sư bảo chữa cho rằng trong số hơn 30.000 nhà đầu tư được Viện Kiểm sát xác định là bị hại, chỉ có 133 người đáp ứng các tiêu chí về bị hại. Những người này là những nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS lần đầu và vẫn giữ cổ phiếu. Các nhà đầu tư đã bán cổ phiếu và có lãi không thể coi là bị hại. Luật sư cũng bày tỏ lo ngại về cách xác định thiệt hại của các bị hại và khả năng bồi thường của bị cáo. Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Thị Minh Huế cho rằng Huế chỉ thực hiện theo chỉ đạo của anh trai và không có quyền quyết định toàn bộ hoạt động nâng khống vốn của công ty Faros. Huế không được hưởng lợi từ các hành vi sai phạm và đang gặp khó khăn về sức khỏe với bệnh tim bẩm sinh. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ và cho rằng bị cáo Huế chỉ là đồng phạm thực hành, giúp sức giảm đơn. Tương tự, luật sư của bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga cho rằng mức án đề nghị là quá nghiêm khắc. Bị cáo Nga đã nộp thêm 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả tổng số tiền đã nộp là 200 triệu đồng. Luật sư nêu rõ, Nga không được hưởng lợi từ hành vi sai phạm và có sức khỏe yếu, đồng thời gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Luật sư kêu gọi hội đồng xét xử xem xét chính sách khoan hồng đặc biệt và cho bị cáo cơ hội trở về sau phiên tòa. Ngoài ra, luật sư của bị cáo Nga cũng nêu các tình tiết giảm nhẹ khác như việc gia đình bị cáo Nga có ba anh em đều vướng lao lý, nay không còn ai thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Phía gia đình trong bị cáo cũng có đến 4 người con, trai, gái, dâu, rể bị truy tố và xét xử. Cha chồng bị cáo vì suy nghĩ đau buồn trong nhiều tháng nên qua đời cách đây 3 tháng. Mẹ chồng đang đau yếu ở ngoài chờ vào sự ân xá, khoan hồng của pháp luật cho các con. Luật sư Phúc đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt. Gần 900 ngày cách ly khỏi xã hội cũng đã đủ sức dân đe, giáo dục. Xin cho bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga cơ hội trở về sau phiên tòa này. Ngoài ra, Hai luật sư của bị cáo Nga và bị cáo Huế đều nêu các tình tiết giảm nhẹ chung với ông quyết như gia đình nhân thân, lai lịch gia đình có công với cách mạng của các thế hệ cũng như việc được 88 bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt